Xin chào mọi người, chào buổi sáng. Hôm qua thì mình có ngủ nhờ ở nhà hừ. Bây giờ thì đang ra ngoài để chào video. Giặc lợi là cũng chưa đánh đâu anh ạ. Nói chung là nó sương mù trắng xóa hết đây này. Bây giờ nó sáng ấy thì mới nhìn được cái khung cảnh hôm qua mà mình đi vào trong nhà bà con để xin ngủ nhờ. Để quay lại cho mọi người xem nhá. Cái phía đằng sau hôm qua cái đi vào này có nhìn thấy gì đâu. Như hôm nay bây giờ là nhìn thấy là phía dưới này đấy, phía dưới này thì có cái chuồng chăn nuôi ngan này, cạnh bên kia một nóc nhà này, ngay đằng sau này nữa một dãy nhà luôn. Còn đây là nhà của Hừ, mái tôn xanh này, bên trên thì được che bằng những cái cây gỗ to để tránh cho mưa nó khỏi bão nó khỏi giật cái tôn này lên này. Đây thì là cái căn bếp hôm qua của mẹ của Hư. Ở kia có một cậu nhóc đang nhìn mình. Đi thang ngồi bếp rồi à? Lạnh quá nhỉ? Ừ. Sẽ chọn cái chỗ ngủ của mình lại. Đây mọi người nhìn này, trong nhà này sương mù nó vẫn vào đây này. Xuất hiện một chú chó đầu tiên đây rồi, em nhìn thấy mình gừ gừ rồi. Không được cắn tao đâu nhá. Đang chờ mình ở đầu hồ. Chó này của ai đấy? Chó của hàng xóm à? Bây giờ đi lấy nước đánh răng ở đâu à Hư? Nước nước Hả? nước ở dưới biển. Dưới bể này á? Đi ra đánh răng đã, đi rửa mặt cho tỉnh ngủ đã. Bể nào? Đâu bây giờ đi lấy nước ở chỗ nào nào? Tí tới kia. À, ở dưới kia là hết sạch nước rồi, không có. Bây giờ chỉ có mỗi nhà ai có thôi. À, là chỉ bây giờ cả bản chỉ có một nhà có thôi đúng không? Hiện tại thì như em vừa chia sẻ là sẽ không có nước, nước ở trên này nó đang hết rồi. Thế mà hôm qua trời mưa mà sao không lấy cái gì đi hứng nước vào? À, có cái hứng nước rồi ấy chị. Ừ. Thế thì hôm nay chắc là không đánh răng thì mình súc miệng, có mang theo một cái chai nước lọc chắc qua uống nó vẫn còn ở này, chắc là sẽ súc miệng. Bây giờ mà đi lấy nước thì rất là xa nhưng mà dưới đấy chưa chắc đã có nước. Thế là mình cứ hút thuốc lào nên là không cần đánh răng cũng được nhỉ? Đó, hút thuốc lào này cho con sâu răng nó chết. Không biết mẹ em lấy dậy chưa? Mẹ dậy chưa à Hứ? Chưa. Chưa dậy à, vẫn đang nằm ngủ à? Ừ. Sáng nay thì sáng sớm 5 giờ thì mình dậy rồi, thấy bà đang lạch cạch. Mà lúc đấy lạnh quá cũng không muốn bỏ ra ngoài. Bây giờ là 7 giờ 15 rồi nhưng mà trời nó vẫn còn có sương như này. Công việc ở nhà thì hôm nay là sẽ chuẩn bị chở gạch vào cho nhà chú Lúa. Em Gia thì đang lo việc là sửa lại cái bể nước. Lạnh dã man luôn.
bé con này không biết là bố mẹ giờ đi mua cái gì là về là thấy này, tay xách nách mang rồi. Chào chị nhá. Đây là con mình à? Con hay cháu? Con à? Giỏi nhờ, mấy tuổi rồi mà đã biết đi mua đồ rồi? 3 tuổi rồi à? Chào em bé nhá. Chào chú đi. Hả? Đang lạ. Nhà chị này thì có cả một đàn gà này, đàn gan. Đây thì chắc là bà con nuôi để ăn Tết. Sao lại cứ đứng thần ra thế thế? Không về à? Hay là chờ mẹ? Ra thì trời nó sương mù này thì cái tầm nhìn xa thì nó sẽ không được xa đâu mọi người, nó chỉ vài được vài chục mét thôi, nhưng đây ở đây thì mình nhìn được những cái nóc nhà tít trên kia, xa nữa là chịu rồi, không nhìn thấy đâu. Thế buổi sáng nay là Hư sẽ đi làm gì à? Hư có đi làm việc không? Có à? Mấy giờ mới đi? Tí nữa đi luôn à? Đi nhưng mà đi làm gì? Đi đào ruộng à? Đi là lá này, Đi đi là làm củ chỉ lá này, chu lá này. ở lán á? Đi làm gì ở đấy? Nó là củ chỉ này. À đi làm công trình à? À em biết đi xây đúng không? À thế thì chuẩn bị đi chưa? Đi rồi. Đi rồi à? Không ăn uống gì à? Ở Không không cần ăn. trên này có mà. Ở trên này có nhiều Ở trên này có nhiều cái ăn á? thức ở trên này có nhiều. Chứ tưởng về ăn sáng, ăn cơm sáng chứ. À cái sau ở đây rồi, ở dưới rồi. À ăn ở dưới công trình à? Anh em nấu dưới đấy à? Thế thì cho anh đi cùng xuống đấy nhá. Em đi chưa? Bây giờ đi chưa? Chưa, chưa đi luôn. Đi luôn gì? Ừ, thế để anh lấy bao lô đã. Tại thì mẹ của Hừ đang ngủ. Chào chào cô nhá. Đây đâu vậy? Vâng ạ. Xin phép mọi người là bà cũng đang ngủ ấy, thì mình sẽ không vào quá quậy. Đi. Mình đi lấy xe đó. Đi đâu? Đi lấy xe đó. Đi lấy xe à? Xe để đây. Xe của em á? Ừ. Ừ, thì em đi lấy đi. Hôm qua mưa mà cái chỗ này nó trơn như thế này mà mình cũng không đi lên được này. Sẽ đi lấy xe máy. Bây giờ thì là 7:35 sáng rồi. Nhiệt độ thì bây giờ là 15 độ rồi mọi người ạ, sương mù hết. Bây giờ thì mình sẽ cùng với Hừ đi xuống cái chỗ em ấy làm việc. Em lấy xe máy ở kia rồi. Ở đây thì đường đi vào trong cái các hộ gia đình chỗ bà con ấy, tất cả đều là đường đất đường sỏi như này này, mưa nó rất là bẩn và trơn. Hình như cái cậu bé kia đang gọi Hừ thì phải. Úi giời, phanh trơn thế. Đây à?
chân đây mọi người. Nói chung là thời tiết nó âm u lắm mọi người ạ. Bên này thì bà con thả bò đi ra ngoài này. Hai con bê con chúng nó lạnh rồi, đang run cầm cập bên rồi. Hiện tại thì mình đang xuống cái chỗ mà nơi mà em đưa em xuống đi làm việc ấy. Thì chỗ làm ở bên kia, nhưng mà hôm nay do thời tiết nó mưa nên là sẽ đi hộ bây giờ anh này này để làm. Bên này là cái bếp à. Từ sáng đến bây giờ là anh thấy hừ hút phải 20 bi thuốc lào rồi đấy. Đúng rồi. Đúng rồi à. Hút thuốc này lâu chưa? Lâu rồi. Lâu rồi à? 19 tuổi đã hút thuốc lá rồi, à thuốc lào rồi. Ừ. Thế còn em này? Xấu hổ đi ra ngoài rồi. Trên này là lá gì nhỉ? Cỏ thơm. À cỏ thơm á? Cỏ thơm mày dùng để làm gì? Quấn vào thuốc lá hút á? Thung này. À làm thuốc để uống á? Làm táo thôi. À làm nước tắm. Cỏ thơm. Rất là nhiều đầy ra này. Thì cây cỏ thơm mà chắc cũng là một cái cây dược liệu ấy nhờ. Chín giờ sáng rồi mà trời nó vẫn còn âm u nhờ. Vâng. À, giới thiệu với mọi người ở đây là em Va Hừ là trưởng bản ở đây mọi người ạ. Sau cái tối hôm qua ngủ ở nhà em Hừ thì sáng nay thì anh em thợ xây mưa ấy, không làm được thì cũng có xây cái chỗ đựng thóc ở nhà em Hừ trưởng bản. Trong lúc nãy là cũng có gặp gỡ trao đổi thì hôm nay em đưa mình xuống một nơi nói chung nó rất là bí mật và quan trọng. Không biết là mọi người nhìn đến đây thì có nhận ra là cái gì chưa? Đều được căng lưới B40 cũng như là dùng những cái tấm vải đen này để che lại. Bây giờ lá nó ngủ đu hết rồi. À. Đây, chết rồi. Ừ. Đến mùa xuân năm sau thì lá nó sẽ tiếp tục lên. Ừ. Giới thiệu với mọi người nhé, đây là vườn sâm Ngọc Linh nhé. Ở đây là sâm Lai Châu. Hiện tại thì mình đang ở trên bản gì nhờ? Xín Trải B. Bản Xín Trải B. Xín Trải B. À, thuộc huyện Mường Tè, đây là một trong những cái vườn sâm đầu tiên ở trên bản Xín Trải B này. Chỗ này thì có khoảng bao nhiêu cây hả Hứ? Chỗ này 4.000 cây. 4.000 cây? Vâng. Với cái giá sâm bây giờ là bao nhiêu tiền hả em? Một cơ là 150 triệu. Một cân là 150 triệu. Vâng. Nên nếu như là 4.000 cây này thì bây giờ là và Hứ đang nắm trong tay là bao nhiêu tiền? Chắc khoảng... khoảng 6-7 trăm thôi. 6-7 trăm triệu á? Vâng. Làm gì mà ở được. Đây mọi người ạ, đây là chủ vườn sâm cũng như là trưởng bản. Thì hôm nay là mình lần đầu tiên mình bước chân vào một cái vườn sâm với số lượng đây là 4.000 cây. Cái vườn này thì nó được khoảng bao nhiêu năm rồi em? Cái này 2 năm. Cái chỗ này là 2 năm? Vâng, cả tất cả bên kia 2 năm. À. Chỗ cá cuộn kia là 5 năm. À, chỗ bên kia là 5 năm, thì anh em sang xem 5 năm nào.
bên này là 5 năm. Đây là củ nó trồi lên ở đây này. Hiện tại thì sâm nó ngủ đông, lá thì nó rụng hết rồi. Bên này 5 năm thì hầu như là mình sẽ nhìn rất là rõ từng củ một. Vâng. Đây những củ này cũng rất là to này. Đây nữa. À, để trồng được một cái luống sâm như thế này thì nó không phải là đơn giản đâu mọi người ạ. Khó khăn lắm đấy. À, như Hừ vừa chia sẻ là buổi đêm ấy mình đi đuổi chuột là đuổi từ mấy giờ đến mấy giờ? 12 giờ đến 3 giờ sáng. 12 giờ đến 3 giờ sáng mà là dùng nhân công là sức người nha mọi người nhá. Chứ không phải là dùng cái vật dụng gì đâu. Đi soi đèn đấy. Đi soi đèn mà, đi đuổi. Mỗi một cây thì sẽ cắm theo một cái que này. Cái que này cắm mình dùng để làm gì? Dùng để sau này nó kiểu như là thối thì mình phát hiện là củ nó không phù nữa. À. Sau này nó bị thối này, kiểu bị thối hay là bị ấy. Là nói mình... chung là nó thối là nó sẽ hoại luôn đúng không? Vâng. Sẽ là cái cây nó bị đổ. Cây nó không bị đổ nhưng mà mình đã đánh dấu được để đây. À đánh dấu. Để đã để mình lại bớt lại cái củ này hoặc là không cồn nữa, nó ừ. Thối rồi. Mình là phát hiện là chỗ này không cồn nữa. Nếu mà 4.000 cây này thì hiện tại là và Hừ đang sở hữu cái khối tài sản ở vườn sâm này nó là rơi đến tiền tỷ mọi người ạ. Còn bao nhiêu tỷ thì phải để bán đi mới biết được. Đúng rồi. Nhưng mà để mà bây giờ mà bán thì khoảng bao nhiêu lâu nữa thì mình sẽ bán được? Chắc khoảng 3-4 năm nữa. 3-4 năm. 4 năm nữa. 4 năm. Cái vườn năm cái chỗ luống 5 năm kia thì sẽ thành 9 năm. Ừ. Những cái chỗ này thì nó lên đến 6 đến 7 năm này mọi người này. Chỉ cái một này. Khu vườn này thôi. Chỗ này khoảng bao nhiêu mét vuông nhỉ em nhỉ? Chỗ này thì 200 mét vuông đấy. Ừ, chỗ này phải 300. Hơ đấy. Khu độ đôi. Đúng rồi, 300. Hơn 300 mét vuông đấy. Ừ. Hơn 300 mét. Mà là trị giá là nhiều tỷ ở chỗ này. Như Hừ chia sẻ thì như nhà Hừ là trồng nhiều nhất đúng không? Vâng. Còn đâu thì là một số hộ gia đình thì người ta sẽ trồng mấy chục hoặc là mấy chục gốc thôi, mấy chục cây thôi. Cái này là cây gì đấy? Cây thiết diệp nhất chi hoa. À, thiết diệp nhất chi hoa. Vâng. Cái này là mình dùng lấy cái củ phải không nhỉ? Vâng. Củ để ngâm rượu. Ngâm rượu này. À, thế ở trên này ấy, ngoài sâm này, ngoài thất diệp nhất chi hoa này còn những cái loại cây dược liệu quý nào nữa không em? La kỳ túi. La kỳ túi này. Ừ. Với là cỏ thơm này. Lan kim tuyến, cỏ thơm. Ừ, cỏ thơm thì nó có tác dụng gì? Cỏ thơm này chả biết gì, Trung Quốc nó mua này. Trung Quốc thu mua nhiều đúng lắm rồi. À? Anh thấy bảo cỏ thơm này làm là tắm được mà đúng không? Tắm được, đúng rồi. Ừ, tắm rất là tốt. Vâng. Cái đấy thì có đắt không? Một cân 45.000 đấy. À. Đi ra tiền Việt Nam mình. Tiền Việt Nam. Ừ. Còn đâu là chủ yếu là Trung Quốc là sẽ thu mua đúng không? Vâng. Mấy hôm nay hôm qua nó mưa này. Cái vườn sâm nó bị ngập nước rồi. Cái lối đi như thế này. Lõng bõng toàn nước thôi. Ở trên này thì phải nói là xe cộ đi xuống thì cũng rất là ít. Nói chung là gần gũi với thiên nhiên lắm mọi người ạ. Hiện tại thì Cao Nguyên Đá đang có mặt ở một cái vườn sâm. Ở đây thì mọi người mua sâm phải đến tận vườn nha mọi người nhé. Tìm những cái địa chỉ uy tín để mình có thể là chọn được những cái củ sâm nó tốt nhất. Bởi vì sâm này cái giá trị kinh tế nó rất là cao ấy. Như Hừ chia sẻ là một củ một lạng đến một lạng rưỡi là đã 25-30 triệu rồi. Nó còn tùy vào hình thức của cái củ sâm nữa cơ. Đúng rồi. Đấy, nó thẳng hay là nó cong. Mình thì hiện tại thì mình cũng chưa nhìn thấy cái củ sâm mà khi người ta nhổ ra để đưa lên bình. Nhưng mà
Trong cái thời gian vừa qua ấy, thì mọi người xem ở trên những cái mạng xã hội thì cũng có biết là sâm Trung Quốc ấy cũng được mang sang Việt Nam bán rất là nhiều. Có thể những cái người thương lái, người đi buôn sâm, người ta có thể là lừa mình ấy. Đấy, thì mọi người đây này. Nên cẩn thận. Đây Hừ sẽ cho mọi người xem nhá. Đây, củ này thì củ không bán đây này. Giá 60 triệu đây này. À, củ này là củ không bán luôn. Ừ, củ lấy dùng thôi. Ừ. Lấy hạ. Hai củ này. Hai củ. Dày 20 phân, hơn 20 phân. Ừ. Là 60 triệu vâng. Mà chưa bán. Không bán. Có nghĩa là mình sẽ không bán. Đúng không bán, để lại giống này. Ừ. Lấy giống. Lấy giống. À, cái giống sâm này là sẽ được ươm ươm bằng hạt nhỉ? Đúng rồi. Cái hạt nó đỏ đỏ ấy. Đúng rồi. Một cái hạt sâm này bây giờ là mình sẽ bán bao nhiêu tiền? Nếu 120.000 một hạt. 120.000 một hạt. 120.000. Cô ở dưới này có một vườn nữa, có đi vào. Có. Còn một vườn nữa à? Ô, gặp đại gia rồi à? Đây là đại gia Phú Núi rồi. Mình tưởng là có một vườn thôi nhưng mà tôi còn bảo là còn thêm một vườn nữa. À, cái chỗ này mà khi mà làm ra cái vườn sâm này là cũng phải thuê máy xúc để cào đất ra này. Tất cả xung quanh đều được rào bằng lưới B40. Và bên trong có cả cái lưới đen nữa. Nói chung là sâm mà trồng ở trên này với cái khí hậu như thế này thì là một cái môi trường phát triển tuyệt vời cho cây sâm đấy mọi người. Rất là chắc chắn. Ở đây này còn một vườn nữa này. Cái này mang từ bờ trên kia xuống. À. Vườn này kia. Cái vườn này như anh thấy thì củ nó cũng to hơn ở trên mà đúng không? Cũng như nhau. Như nhau à? Vâng. Đấy, chỗ này cũng là mấy năm? Chỗ này được 3 năm rồi. Được 3 năm. Từ trên vừa mang xuống mà. Ừ. Ở vườn to kia đây. Trên vườn to là sẽ chia xuống dưới này. Nếu như mà đến mùa nó lá ở chỗ này chắc là nó sẽ xanh mướt hết đúng không? Chỗ này đẹp luôn. Đẹp luôn nhỉ? Rồi. Nếu mà đến mùa tháng 3, tháng 4 là nó lên lại rồi. Như chia sẻ là cái lá sâm này là cũng bán được này. Nói chung là cái cây sâm này thì đúng là từ rễ cho đến đến ngọn, đến hạt là không bỏ một cái gì hết. Một cơ tươi ở đây bá 700 nghìn đấy. Đúng rồi. Không phải khô nhá. Không phải khô à. Ừ. Một cân tươi trị giá là 700 nghìn. Nay là đích thị ông chủ vườn là đọc cái giá luôn. Thế nên là mọi người mà có nhu cầu mà muốn mua thì mọi người có thể lên xín trải B gặp em Va Hư trưởng bản. Ừ thì phải nói là một thanh niên mà làm kinh tế là quá giỏi luôn. Ở dưới này một vườn nữa. À vườn dưới này thì là bao nhiêu năm? Vườn dưới này ngâm một năm thôi. À mới một năm thôi. Ừ. Ừ. Hình như kia là vẫn có cây có lá hay sao kìa? Thất diệp. À vẫn cây thất diệp thôi à? Thất diệp như chiều hòa. Ừ. Thất diệp kia nó khỏe hơn. Ừ khỏe hơn. Khỏe hơn thì nó không bị rụng lá. Ừ. Nếu như mà bây giờ ấy mà mua một cái củ này bây giờ là khoảng bao nhiêu tiền? Củ này thì hiện tại thì cũng mức độ là cũng 2 triệu cũng có, 1 triệu cũng có. 2 triệu cũng có, 1 triệu cũng có. Ừ. Nhưng mà nó non quá thành ra là nó cũng không tốt đúng không? Đúng rồi. Ờ đây này, đây cũng một vườn nữa đây này. Ừ. Thế tổng cộng là cho em có bao nhiêu vườn? 5 vườn.
Năm vườn. Nhổ cũng nhổ thôi mà. Ba vừa kia nhổ. Ừ. Nhưng mà nhỏ thì là nhỏ thì nhỏ nhưng mà cái giá trị nó cũng rất là cao. Bây giờ tính trung bình là 2 triệu một củ trong cái khu vườn này. Thì tính sơ sơ ở cái chỗ này nó đã đến tiền tỷ rồi. Chỗ này 1.500 cây đấy. Đấy. 1.500 cây nhân với 2 triệu đấy bằng 3 tỷ. Hơi tiếc một tí nhỉ, nếu mà mùa có lá rất là đẹp. Đúng rồi. Tháng 3, tháng 4 cơ. Đây, đấy, cầm là đánh dấu vào. Không nụ quê. Quên thật chứ, bởi vì là cái củ sâm này nó sẽ được vùi ở dưới đất ấy. Nhưng mà anh thấy bình thường ấy, người ta có cái củ sâm rừng ấy, thì trên này mình có đi tìm hoặc là đi đào được không? Người dơ hay đi đầu mà. À. Cũng một lạy người dơ một phường. Ừ. Bá, người dơ cứ bá lạy mà. Người dân bán lại em Đúng mua về để làm giống. rồi. Ừ. Mày kia nó hết giờ đâu mà. À. Nhưng mà mùa này thì chắc là không đi đào được nữa chứ nhỉ? Khó Cũng ngày tìm nào cũng hơn. đi tìm vào đồ này. Thế á? Vâng. Thì không biết là hôm nay liệu có ai đi tìm được không? Hôm nay thì chưa biết được. À, Hôm nhưng nay mà thì nếu mà người ta đi tìm được, người ta có mang ra nhà em không hay là người ta mang sang nhà khác? cô mà ra nhà em trước thì Trước à? với chỗ đó mà đi, mình không mua thì giá nó thấp quá thì họ đi bán chỗ khác À, cũng cùng rồi. hộ, nhưng mà họ lại không bắt được dưới kia là mang về cho mình. Ừ. Thế nên là thế thì anh cũng rất mong là ngày hôm nay là bà con là sẽ đi đào được sâm mang về, mang ra nhà bà hừ để mình có thể cho mọi người xem cái củ sâm mà ở rừng ấy nhờ. Vâng, Nó nhưng sẽ mà như thế nào? nếu mà có thì hộ sẽ mang đây, Ừ. mang vào nhà luôn. Sợ là hộ không đi tìm. Không đi tìm thôi đúng không? Vâng. Thế bây giờ là chúng ta sẽ đi đâu? Bây giờ thì về thôi. Đi về thôi à? Ừ. Ừ, thế thôi đi về thôi. Vâng. Nhưng mà anh thấy bảo là cái vườn sâm này không phải là ai cũng được vào thăm đâu đúng không? Đúng rồi, vừa sớm này thì cá bụ tô cái gì không cho vào đâu mà. Nhiều lúc. Thế là ý vừa nói là cán bộ to là cũng chưa chắc đã sẽ được cho vào thăm. Nhưng mà hôm nay có một cái cơ duyên như thế nào thì mình lại được em Hừ trưởng bản đưa xuống thăm vườn sâm. Thực sự ấy là cái sâm này mọi người này ít người được vào thăm bởi vì là cái giá trị kinh tế rất là cao. Người mà không thật hoặc là người mà đi vào mà không không để ý có thể chạm vào làm gãy cái cây sâm này. Thì như thế thì lúc đấy là bắt đền cũng rất là khó nhỉ. Bắt đĩa đấy. Sương mù. Sương mù kinh khủng. Hôm qua nó mưa cả đêm đó. Đường bây giờ đi xuống xuống núi là không thể đi được. Mất rất nhiều thời gian. Đây thì là nhà của em Hừ trưởng bản này. Đến nhà rồi. Đi thăm buổi xưa hai cái số đấy. Mấy anh em thợ là mưa là không làm được ngoài trời là hôm nay là hộ trưởng bản là làm cái để đựng thóc. Hôm nay anh thấy Hừ kia bảo là đi ra đây đi làm mà thấy từ lúc nãy ở đây chả đấy phụ việc gì đi về rồi à? Ừ. Hừ kia là nó đi vào đi nấu cơ cô chỉ mà. À đi nấu cơm công trình. Vâng. Nhưng mà là nấu cơm cho mấy anh em này chứ hay là nấu cơm cho đội khác? Đội khác, đội thổ địa. À. Thế sáng nay mình hỏi là đi làm xây ở đây à cũng ừ. Thế cái nhà này là trưởng bản làm từ năm bao nhiêu đây? Năm 2018. 2018. Vâng. Cả một cơ ngơi đấy mọi người ạ. Như mình đi nhiều nơi là những người mà uy tín này, hay là những người mà giữ những cái chức vụ ở trong thôn ấy thì
thường thường là làm kinh tế rất là giỏi ấy. À, ở đây có cái này hơi đặc biệt. Hôm nay mình ngồi uống nước cùng với cả bà Hứ ấy, bà Hứ mới uống nước là nước này là đun bằng thảo quả nhờ. Vâng. Nó mùi nó rất là thơm nhẹ nhẹ thôi. Nhưng uống nó cực kỳ tốt cho tiêu hóa. Này, màu nước nó hơi ngả vàng một tí. Nước thì nó vẫn ấm, với cái thời tiết này thì phải uống nước như này thì mới chịu được. Hôm nay thì là cuối tuần nên là bọn trẻ con nó ở nhà. Nhưng mà lạnh ấy, cũng chưa thấy bọn nó đi chơi nhỉ. Vâng. Không thấy lại là mà trai cô thì cứ đi chơi thoải mái. Ở đây là mình có bao nhiêu hộ ở trưởng bản? 55 hộ. 55 hộ. Vâng. Bao nhiêu nhân khẩu nhỉ? 248 người. 248 người. Vâng. Nắm chắc là từng từng hộ, từng nhân khẩu một. Vừa hai hai cho 50 hộ rồi đấy, à 250 khẩu rồi đấy. 250 khẩu. Để thêm nữa. Để thêm rồi à? Đây không hút thuốc là cũng vẫn thở ra khói được. Kiểu là sâm mùng đúng phát sơ không? Ở trên này là chắc chỉ nguyên đồng bào La Hủ ở thôi chứ không có dân tộc đồng khác bào rồi. La Hủ hết 100% La Hủ hết. Trưởng bản làm Hư làm trưởng bản được bao nhiêu năm? Được năm này năm thứ sáu. Năm thứ sáu. Ở bên này thì mình thấy một điều rất là đặc biệt, đó là sẽ không gọi là thôn mà vẫn gọi là bản theo đúng giống như ở ngày xưa ấy. Vâng. Mình rất thích cái điều này, nhưng mà ở Hà Giang thì không biết là cải cách như thế nào mà gọi thành thôn, nhưng thực ra thì những nơi vùng sâu vùng xa thường thường là sẽ gọi là bản, thì nó vẫn mang đậm chất cái nét văn hóa đó. Gọi thông bảo là cũng người là Hôm nay thì chắc là mình buổi sáng sẽ ở nhờ bên chỗ nhà Hừ là để sạc thiết bị này. Sau đấy là buổi chiều chắc là nó trời nó quang hơn thì mình sẽ đi thăm tham quan bản cũng như là tìm hiểu cái cuộc sống của bà con ở trên này. Đấy, chia sẻ cho mọi người. Trời thì bây giờ nó mới quang hơn một tí mọi người ạ. Hôm nay có các bạn nhỏ đang ra cái sân ở điểm trường để chơi này. Em yêu không mặc quần áo à? Không lạnh à? Mình thì áo trong áo ngoài. Bảo em đi về mặc áo vào đi. Đi mặc đi không ốm bây giờ. Đi đi đưa em về mặc đi cháu. Đi đưa em về mặc áo vào đi. Cái quần áo ở đâu? Nhà em đấy ở đâu? Ở kia à? Đi bảo em về mặc đi. Ôi giời. Mình đi áo ngoài áo trong. Cẩn thận nó không không là nó rơi xuống bây giờ. Nghe nghe còn đang nấp ở đằng sau cái cơ của bên kìa. Đây là đều đóng bằng gỗ, chắc là các phụ huynh là sẽ làm cho trẻ con chơi. Ô này, anh lớn này tên là gì? Ba mẹ. Hả? Ba mẹ. Mạnh à? Thế Mạnh bảo em bé về mặc quần áo đi. Tay đang cầm như tay đang cầm quần áo à? Thế sao lại không mặc vào? Bị ướt hay như nào? Nó không mặc. Nó không mặc á? Đi đi đưa em về mặc đi không có ốm đấy. Cô có bảo đấy. Hả? Cô có
bà. Không có gì. Có con bà. Không có bà. Em đấy ở một mình à? Mẹ đi chơi rồi. Mẹ bố mẹ đi đâu? Bố mẹ đi nương rồi. Bố mẹ đi nương. Ừ. Ừ. Ôi giời. Nó đặt chiêu phút đó bà. Đang chơi con chó kìa. Nó vừa quang quang một tí thôi, sương mù nó lại đến rồi. Mấy bạn này chắc chơi quen rồi, không sợ ngã. Đường nó bẩn lầy lội lắm. Hai chị em mình đi đâu về đây? À, lắc đầu à. Tay đang xách một đôi dép. Em chào anh nhá. Bây giờ thì là 6 giờ tối rồi mọi người ạ. Bà con thì đang đi lấy cái cây chít về. Vào mùa này thì bà con la hù ở trên này thì mình thấy là chủ yếu đi lấy cây chít thôi. Cả ngày trời nó cứ như thế này mọi người này, sương mù này. Cái thời tiết này làm con người ta rất là mệt. Mình ở trên này hôm nay là ngày thứ hai rồi, nhưng mà cả ngày hôm nay là không đi làm được cái việc gì hết. Trời nó cứ mưa liên tục. Quý vị thân mến, sau khi thì đi thăm vườn sâm của nhà trưởng bản thì mình có ở lại ăn cơm với gia đình. Hôm nay thì tối nay cũng xin ngủ nhờ nhà trưởng bản một tối. Hôm nay trưởng bản là đây mang cái bình rượu sâm ra để chiêu đãi. Đây là con trai thứ hai của trưởng bản. Thằng bé bé này nó cũng uống bia? Không à? Tưởng uống. Thấy mang một lon ra đây. Thế nếu như mà bình rượu này bên nó trị giá khoảng bao nhiêu tiền? Trị giá khoảng là 10 triệu thôi. 10 triệu thôi à? Cũng là đi thôi nha. À. Thế bị gì? Thế bị gì? Công tác chuẩn bị chén. À đây, đây là cô con gái của trưởng bản nhá. Đi ăn cơm thì phải tắt tivi đi chứ. Ồ, đầy quá. Một cú này 2 triệu nhá. Anh em ơi. Nhưng mà cái này là cốt mấy rồi? Cái này mới đấy. Mới luôn à? Mới luôn. À, nhưng mà làm nào lấy được củ sâm xem nhỉ? Để cho mọi người nhìn thấy củ sâm thật đấy. Sâm Lai Châu, sâm thật này. Đây. Mấy củ đây trường bản? Hai củ. Hai củ. Bị gãy bên ngâm rồi. Nó bị gãy bên ngâm thôi chứ đúng không? Ừ. Thực ra thì đúng là chủ vườn sâm, nhưng mà những cái sâm này nó giá trị rất là cao. Vậy nên là như trưởng bản nói, trường hợp là nó bị gãy thì trưởng bản thì đang bảo là tối nay là sẽ hết chỗ này. Ừ, thơm nhở, thơm cực luôn đấy. Chưa ngâm lâu đâu. Ừ, 6 tháng rồi mà nó cũng thơm.
Mời cả nhà ăn cơm đi. Ăn cơm mà tiếng Lao Hủ mình là như nào nhỉ trưởng bản? Ồ cha. À, ăn cơm. Con xin chào. Xin chào là Chana Pi. Chana Pi. Đây, mời mọi người ăn cơm này, uống rượu này, rượu sâm đây. Rượu này là uống xong là không dám đi tiểu đâu nhỉ? Nói đây là cái vị mà vị đắt tiền đấy mọi người. Thơm lắm. Chắc là mình sẽ dừng video để ăn cơm với gia đình cho mọi người thoải mái đã. Đấy, mọi người mà muốn mua cái sâm chuẩn thì liên hệ những cái chủ vườn như bà con dân tộc người La Hủ ở đây, đặc biệt là nhà trưởng bản. Hôm nay thì mình cũng vào là chia sẻ mấy vườn sâm rồi. Nhiều tỷ là nó đang ở dưới đất đây này mọi người này. Cứ một năm là nó sẽ lớn lên. Các bạn thân mến thì vừa rồi thì Cao Nguyên Nắng cũng có dùng bữa với cả gia đình nhà trưởng bản. Hiện tại thì cơm cũng đã ăn xong rồi, bây giờ nó là gần 10 giờ kém rồi mọi người ạ. Nhà của trưởng bản đây này. À, trong câu chuyện ngồi trao đổi thì cũng có nói là ngôi nhà này thì là được người Thái làm cái nhà gỗ này này. Còn bây giờ trong nhà có gì thì mời các bác vào trong nhé. Đấy, trước khi vào thì đã có một cái bộ bàn ghế sofa trông rất là lịch sự. Còn đây thì là cái giường ngủ này. Hôm nay thì mình được trưởng bản bố trí cho là ngủ ở chỗ này. Trong nhà này rất là sạch sẽ, đồ đạc được sắp xếp rất là gọn gàng ấy. Đấy, bây giờ thì đóng cửa là chuẩn bị đi ngủ thôi. Ơ, trẻ con nó đi đâu hết rồi à trưởng bản? À, cái giường này thì mà là mấy đứa trẻ con nhà trưởng bản ấy đi chơi rồi. Đây, mình sẽ ngủ đây. Nói chung là hôm nay là phấn khởi mọi người ạ. Thứ nhất là ăn cơm tối, hôm nay là no, không đói giống hôm qua nữa. Cái thứ hai nữa là có chăn ấm đệm êm. Hôm qua ngủ kia nói chung là lạnh kinh khủng luôn ấy. Lạnh lạnh dã man luôn. Với cả là một cái điều nó hơi tế nhị một chút, đó là xong cái tối hôm qua mình ngủ từ sáng hôm nay dậy là bị bọ chó nó đốt khắp người. Nói chung là toàn vào những cái chỗ nhạy cảm thôi. Nhưng đây có một trong những cái trải nghiệm mà rất là hay, rất là cái thú vị của bản thân mình khi mình lên bản. Được bà con tạo điều kiện cho ngủ nhờ. Còn trong cái thời gian trước nữa thì mình đã từng chia sẻ, mình cũng đã từng đi bộ đội rồi. Cái việc mà có ngủ này, có ăn khổ hay là như thế nào thì mình thấy nó cũng bình thường thôi. Nhưng mà lâu lắm rồi phải có lại cái cảm giác như thế này. Còn sau những cái ngày mệt mỏi, hiện tại thì mình đã ở đây là tối thứ hai. Thì chắc là ngày mai sẽ có những cái video nó hay hơn, chia sẻ với mọi người tốt hơn về cái việc trải nghiệm của mình, cũng như cái góc nhìn của mình về đồng bào người La Hủ ở trên này. Rất mong là mọi người sẽ đón nhận video. Còn bây giờ thì nằm trong đắp chăn đã. Nói chung là cả ngày nó chưa được ngả lưng tí nào. Thời tiết ở trên này thì như mọi người biết nó sương mù cả ngày hôm nay, nó làm cho con người ta nó bị mệt. Thứ hai là nó sẽ bị lười đi, bởi vì cái khí hậu nó rất là lạnh, nó tầm 15 độ rồi. Đêm thì có thể nó xuống hơn, nó chỉ tầm 9-10 độ. Nhớ cái đêm hôm qua thì chắc là mình sẽ không thể quên được cái kỷ niệm này. Rất là vui. Vui bởi vì là khi đi những cái nơi mà mình chưa từng đến được bà con là đón chào cũng như là giúp đỡ. Đó. Nói chung cảm giác này nó thoải mái lắm mọi người ạ. Lạnh như này được nằm trong chân ấm với cả là cái ngôi nhà ấy, thì tất cả những cái vách gỗ này nó là vô cùng là chắc chắn, không khác gì nhà xây cả, nên nó chắn gió rất là tốt, cũng không giống nhà của Hư ngày hôm qua mình có ngủ lại. Thực sự hôm qua thì trên này nó trên núi mọi người, gió nó vụ vù đây này, nằm đây nghe gió nó rít. Thế nên là cái trải nghiệm này mình đi thì phải biết là bà con ở miền núi cũng vất vả, rất là vất vả. Nhưng đổi lại thì cũng có nhiều thứ thiên nhiên cho ban tặng.
Đó là khu vực này cây dược liệu rất là nhiều. Trong lúc này ăn cơm ấy thì là cũng có nghe trưởng bản trao đổi đó là về cái việc mà bà con đi khai thác cái củ tam thất rừng này, củ sâm rừng. Thì ở trên này là cũng có, mình hỏi rồi, có những người là bán củ sâm là giá trị là 700 triệu đồng, có người 200-300 triệu là cũng có. Đó, thế nên là về cái việc mà bà con làm kinh tế nó có cái dễ, có cái khó, nhưng mà về cơ bản, về cái lo cái lương thực bữa ăn hàng ngày thì nó cũng sẽ không vất vả như ở bên Hà Giang đâu. Nhìn đồng bào dân tộc ở Hà Giang là chủ yếu là người Mông ấy, thì nhiều khi là cái bữa ăn nó vẫn còn bữa no bữa đói. Đây là những cái trải nghiệm cá nhân của mình cũng như là cái nhìn nhận của mình, đánh giá khách quan thôi, trên cái góc độ mình có đi có trải nghiệm mà để biết thì cũng chia sẻ lại với mọi người như vậy. Còn bây giờ thì mình cũng xin phép là tạm dừng video tại đây. Trong nội dung video thì cũng có những cái phần mình chia sẻ nó cũng chưa được hấp dẫn lắm, nhưng nó là hoàn toàn là những cái thực tế của cá nhân của Cao Nguyên Đá đã trải qua. Thì cũng rất mong là mọi người đón nhận video, mọi người nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh để nhận được nhiều video mới nhất trên kênh Cao Nguyên Đá nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Bye bye.